Rồi, chào cả nhà nha. Giờ mình chuẩn bị đồ để đi thăm bãi rắn nè. Giờ này nhà có một chuyện á, nên mình không có thời gian nhiều nữa. Mới bắt mấy con chuột vô nè, giờ cũng chưa chưa gần trưa rồi. Tại sáng giờ mình có một việc á, nên mình cũng tranh thủ đi thăm thôi. Đó, đó kìa, quá trời rắn hổ ngựa mà. Đó, mấy con ngựa mình để đó, như 6-7 con, trong trọng thôi. Đây lúa mình, mấy lúa xong. Rồi, để cái gì tới điểm thăm rồi mình quay tiếp cho bạn xem nha. Giờ cũng nắng lên rồi nè, giờ chắc cũng khoảng 9 giờ mấy rồi, mình tranh thủ mình đi thăm ra được này được gì không. Với lại trong ngày hai bữa nay nắng rồi nên chắc gắn đi nhiều rồi. Lần trước mình thăm thật ra cũng trúng lắm á, mà tại gắn chuột nó chết đó mà, vừa hết bão là gắn nó đi nhiều ghê luôn á, mà lúc đó thăm chuột chết quá trời chết. Rồi để cái gì tới điểm thăm mình quay tiếp cho bạn xem nha. Rồi giờ mình tới điểm thăm bạn, mà giờ mới tới điểm thăm mà giờ trời vẫn mưa rồi. Mong là đừng có mưa. Đây nữa nè, quá trời. Cái bãi này rồi mình thăm chuột chích queo lúc trời mưa mới thay con chuột. Cái đây cũng 3 đêm rồi. Mong là con chuột đừng chết. Có nhiều đây, mở hàng xuống sẻ coi. Nó nặng ra nha. Như có cứt nè, mình thấy trắng trắng nè, không biết khỏe không nha. Là cái lưới mình ra ten. Trời ơi, hổ hành chích xinh ơi, chắc đau chích xinh. Em thấy cứt ngoài nè các bạn, thiệt tình gắn đầu đi ăn rồi, thiệt tình. Ô cái đầu tiên chứ xình đúng thiệt, đúng mở hàng không có suôn sẻ các bạn ơi, buồn với con chuồn chuồn luôn chứ. Cái đầu tiên bị chết xình, khi mình buồn mình phải làm sao thì mình phải ca. Ngày xưa có con kiến nó bừng con voi nó lo con bò xuống sông. Bó tài cái đầu tiên gắn chích xình. Rồi để mình thay chuột đặt lại coi. Cây đủ rồi mà. Ra ra bông trái, chuẩn bị ra trái rồi đó. Con gì mình đây, con gắn gì đừng nói con chuột nha. Cái đầu tiên mở hàng xuân sẻ gắn chết thấy không ổn rồi. Quốc à. Ủa anh quá đã, quá đã. Con anh nhỏ à. Có gắn là mừng rồi. Ui, kẹt đầu nữa. Ê, chu cha. Cái gì sao mini không vậy ta. Hai con kẹt đầu trơn. Con kia chết. Hơn con này còn sống. Con gắn mà bự đến nỗi mà lúc đầu rút ra rút vô được luôn à. Gắn bự kinh khủng không. Gắn này đem về mình nuôi luôn. Nó hụt đầu vô lại. Con anh nè. Đậy trước nè. Đời nổi không, không dám mở bao sợ kẹt nữa. Kẹt nữa nè, chưa đời nổi không. Thổ ra cho nó ra, không có kẹt nữa. Ở kẹt dưới. Ở kẹt đầu nữa, thiệt tình gắn chứ. Bắt mấy gắn nhỏ này quái. Sợ kẹt đầu không à. Đó, đã không, đã không. Con này hai lạng gì. Rồi, để mình bỏ chuột cho mình đặt lại. Hai cái đầu tiên thấy cũng ngon lành đó, mà con chết con sống. Gió mát ghê hồn quá. Trời đang chuyển mưa, mong đừng có mưa. Có mưa khó thăm lắm. Cái bẫy mình đặt chơi chẽn ghê hồn luôn á. Để nhìn vô thấy cái bẫy rồi. Không có động tĩnh gì không hết nè. Không thấy cất đá gì hết, không thấy không ổn á. Rồi nhẹ quá. Chuột chạy ra hello rồi kìa. Mới dở là thấy lú động chuột ra thấy không ổn rồi. Kêu phát lương đi, phát lương đi. Phát lương luôn. Khó để hôm vô ta. Đậy, nó nói chứ đậy cũng kỹ lại một chút đỉnh. Mong là lần sau hốt hổ hành chập bá nữa là thấy đã liền. Cái mùi này ngon dê hồn luôn á, chắc chưa đi thôi. Mấy cái em bự bự, gắn bự bự phải neo mới được. Trời mưa rồi các bạn ơi. Đang có mấy cô đang dọn mấy cái lục bình đó bạn. Xe chạy tới. Trời đổ mưa lâm râm rồi.
Tưởng đâu hết bão, ai nhờ vẫn còn bão nắng được hai ngày nay à. Giờ mưa lỡ. Con gì đây? Quá đã, quá đã. Thấy cứt nè. Quá đã rồi. Nãy giờ tính ra mình dính đâu khoảng là 6 con rồi đó. Nói ra không biết các bạn tin không? 6 con rồi đó. Nhưng mà gắn hoành nhỏ nhỏ toàn chết sình không à. Mấy cái đó mình đâu có thể nào mà mình ghép vô được. Thiệt tình luôn. Nó nhỏ đi ăn quá trời. Đừng nói kẹt đầu chết nữa nha. Quá à. Ủa anh chờ bá luôn, quá đã nè. Nó yên trước nè. Phải vậy chứ. Bữa nay nó trùng dính gắn kinh khủng luôn mà gắn kẹt đầu chết nhiều quá. Ủa hai con. Hai con, hai con, cặp hai con. Hai con nội mẹ ơi. Thấy hai cái đầu mới lú ra đó. Ỷ trong đó kìa. Dùng ảnh rồi. Tưởng đâu con, ai ngờ hai con. Nãy giờ dính gắn quá trời luôn. Kẹt đầu nhỏ, kẹt đầu chết. Rồi, để mình bắt ra. Cái vỏ mình bỏ ra đây. Để xích lại đây. Ngon lành, ngon lành. Hai con vô cặp luôn. Mà điều hai con này chắc không đến nở bự lắm. Thấy cầm bẫy nó không nặng lắm. Vô mánh. Nắng hai ngày nè, mấy bữa trước, tuần trước bão quá trời, nắng hai ngày mới gắn đi ăn nhiều ghê, nó nhỏ quá. Nãy giờ dính nhiều kinh khủng luôn, bị chết sình quá trời chết sình. Đó, hai con vô cặp nè. Thấy lú hai cái đầu. Hai con này na ná nhau. Hai con này chắc mỗi con chắc khoảng 4 lạng rưỡi á. Hai con khoảng 900 gram á. Xe tới. Bạn đợi mình xíu nha. Tại giờ này học sinh về đó, người ta rước xe quá trời rước. Học sinh bên kia hai ba người, hai đứa đằng kia nữa. Thôi là lại bắt luôn, mưa tới. Đó, cặp hai cặp ha, hai con đá. Ngon lạnh luôn. Bắt được hai con luôn, bò ra luôn. Ừ, bò ra luôn. Ngon lạnh hai con. Hai con cỡ một. Đó, hai con nè. Đã không? Vô mánh. Hai đầu đâu rồi? Đấy. Vô lành, ngon lành, ngon lành, ngon lành. Ngon lành. Rồi, để mình bỏ chuột cho mình đặt lại. Rồi, cái này, cái kế bên mình mới dính hai con hành vô con bẫy mà. Sát bên luôn. Có nhiệm đây, con gắn đừng nói con chuột nha. Bữa nay mà gắn cạc đầu không chết sình nhiều là bắt gắn mỗi tay luôn rồi quay phim mệt luôn rồi. 6-7 con. Cạc đầu chết cũng dễ sợ. Bảy mình đâu ta. Trời ơi chuột cắn bao gì thấy lật banh chạnh chân. Lật cái bảy à. Bảy mình chuột cắn bao gì banh chạnh chân. Chuột còn không? Tha ghét vô tùm lum chân. Ừ hên quá chuột còn. Phát lương cho nó tha gác vô tùm lum chứ. Chuột quỷ quá. Bao mới mình đó mà vậy mà nó cắn mới đây coi. Bánh chành cái bao. Mấy chuột này để gì luôn chứ mình nếu mình thay bao lại vô cắn banh bao nữa. Ây da chỗ này khó thầm thiệt. Quất. Cái này ngon dễ sợ luôn vậy mày không dính. Giờ hết mưa bạn. Hãy mưa được cái ào chút xíu à. Mới gai đâm người ta muốn chết rồi. Gà mát công nhận tốt ghê hồn. Lục bình chứ. Bảy mình đâu ta. Gần đây, gần đây. Hên mưa nhỏ ngừng trong hồi tôi là mưa lớn là mệt rồi. Có gì đây. Con gắn đừng nó con chuột nha. Chuột chết là buồn lắm mà. Ủa quá đỡ quá đỡ. Yeah. Để mấy bạn xem chưa chơi nó lội khoanh ra kìa. Đó thấy không là nào. Dùng ánh. Mượn đây. Chà. Thằng này ba lạng gửi rồi nha. Ố con chuột bên kia. Chắc quay con chuột bên kia. Đã quá đã. Cái cây quay mình nó muốn tốn tiền các bạn. Bởi nhiều khi các bạn nói mình quay chậm chậm lại á. Tại quay nhanh quá nó mờ vậy đó. Thật ra mình quay chậm lắm. Tại cái máy quay của mình á. Cây quay mình nó tự nhiên bay nó bị lỗi. Nó bị cái dèo trái phải lên xuống vậy á. Nhiều lúc lúc cái dèo cái gì đó. Mình đang chỉnh sửa lại nè. Không, không nó nhỏng lên nữa. Rồi mưa tới nữa là thiệt tình gặp cái máy quay này. Bạn xem thông cảm nha. Nó quay mình. Cái cây nó muốn bị lỗi rồi. Đó nó quặt lên nữa. Chán ghê chứ. Muốn tốn tiền à.
làm YouTube chưa có tiền mà mua cây gimbal này nữa, bà già gắn không ăn chúa mình, bà xử mình luôn, xử đẹp mình luôn á. Ờ cái xe lại, bạn đợi xíu nha, cái xe lại. Đấy, đây 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 tinh chuột chết bên kia. Ngon lạnh, ngon lạnh. Con này 3 lạng 3 lạng rưỡi à, bắt đây luôn, hên không kẹt đầu. Đúng rồi, bò ra, không chịu bò. Đấy, đã không, bóng lưỡng à, ngon lành, ngon lành. Phải bù lại những ngày tuần trước mưa bão quá gắn không đi ăn chứ, thay chuột không mệt luôn, lỗ thấy bà luôn. Rồi, để mình bỏ chuột giùm đặt lại. Mưa tới nữa rồi, lâm găm nữa rồi. Trời giờ mưa lớn quá trời các bạn ơi, quá trời lớn. Ủa rau chai còn đòn nào đòn nấy, chà bá lửa mấy cái rau chai này về mà sao mở, chấm nước tương làm hay nước cá kho thôi, khỏi chê luôn. Cái ông gì cũng đây, con gắn đừng nó có con chuột nha. Tinh tinh, quá quá đã, quá đã. Nhìn từ xa thấy rồi, có phanh chà bá luôn kìa, vô mánh nè. Thấy không, ngon lành, ngon lành. Thấy phanh cũng bự lắm. Ủa xe chạy gắn nặng à. Ôi ôi con gắn không nổ mẹ, ôi con gắn quá trời quá đất rồi các bạn ơi, con gắn nó bự đây nè, trời vợ luôn. Con này còn cả ký á, ôi vô mánh đi. Ngon lành, ngon lành, gắn quá trời, gắn bự rồi. Wow, nó đi trước nè, đó nó đi ra trước, con này bự lắm, cả ký ra nha, vô mánh hàng khủng. Trời đang mưa lâm râm, quên đem cái bao chống nước ra, nghỉ đâu có mưa. Bỏ nhà rồi, mấy ngày 2 ngày nay nắng rồi, bởi vì nghỉ không có mưa hết bão, ai ngờ đâu. Vô tới đây thanh xíu, lụm mưa ầm ầm. Tăng ngậu chích cái bẫy luôn à. Tăng, tăng. Wow. Hàng khủng, hàng khủng. Con này cậu ký ra, ngon lành luôn. Màu nó hơi ngà ngà đỏ mà. Kinh khủng gắn không? Bữa nay trúng mánh rồi, vô một cặp chí mấy thêm con này nữa. Ui. Nãy ông Sáu ấy con kia chết rồi, không chết xình, ngon lành luôn à. Rồi để mình bắt ra luôn. Gắn quá giận gắn rồi. Cái này cái bẫy mới mình nè. Cái luồng bẫy mới mình đặt đó. Rồi ra đi, gắn bự không có kéo, kéo ra sợ nó chạy uổng. Rồi ra. Ra. Ủa, bò đi, con uổng gắn mọi mẹ ơi. Quá khủng. Quá đã, quá đã. Gặp lúc trời mưa mà dính gắn này công nhận đi không biết mệt luôn á. Không biết cực khổ là gì luôn. Vô mánh gắn à. Quá trời quá đất gắn. Ôi. Hàng khủng, cực kỳ khủng, ngà ngà đỏ, con này ngà ngà đỏ. Vô mánh các bạn ơi. Quá đã gắn à. Rồi để mình bỏ chuột cho mình đặt lại thôi. Con gắn quá trời gắn. Ây. Ủa, lão đại, lão đại. Chạy giờ bớt mưa nè. Gì đâu mà gắn còn bão, tưởng đâu hết bão rồi chứ. Con gì đây? Con gắn đừng nói con chuột nha. Xe chạy tới luôn. Đằng sau mong cái bẫy vẫn còn. Con nặng coi, quấn con chà bá nữa cho đã. Ôi nhẹ quá. Hứa quá đã, quá đã nè, thấy cứt rồi nè. Tuyền, hello hello. Gắn nhỏ xíu hên không kẹt đầu. Trời ơi, ngũ hành này khoảng lạng mấy gì mới đẻ, đem về nuôi luôn. Chỗ này khó đi ra vậy, trời ơi dây nhím. Mấy gì đây quá trời. Ờ, giờ này học sinh ra đi học hay đi về mới nữa, quá trời. Em tranh thủ bắt cái luồng xe quá, xe chạy kinh khủng mà nghe tiếng xe. Còn áo mưa khó bắt vô, thọt tay vô quá, kẹt đầu kia nữa.
xíu à. Con này lạng lại gửi gì, lạng gửi à. Rồi để mình bỏ chuột vô đặt lại. Mấy cháu học sinh đi về nè các bạn. Ê, dễ thương quá ta. Bãi mình mới đặt đâu đây ta, quên luôn à. Bãi này bãi mới, lần đầu tiên thăm bởi vì nó không nhớ rõ lắm à. Chỗ nào đây? Ờ, dưới đây thấy cái bao à. Thường thường mấy cái luồng bẫy mới này thường chuột chết nhiều quá. Có động tĩnh gì không? Thấy im ghê, không có hơi hám, không có gì hết. Đó, chuột chạy ra hello hello kìa. Thấy anh chuột còn sống, kêu phát lưng đi. Lúa còn nhiều thôi, không sao đâu. Đặt lại. Cái này ngon quá mà chất quốc à. Ở đây mình có một cái nè bạn, có em nào đó cũng dạng hai thầy á, lại hỏi mình anh phải đường này đi cầu đình không anh? Trời ơi nghe lạnh luôn, mới mưa xong mới nắng nắng lên mới nghe nó còn nói đó xong giống như cơn bão số 13 ba, lạnh queo gâu luôn. Cái bãi này gọi dính gắn không ngờ chết xình. Hôm này quấn hổ hành chập ba lửa rồi. Đó, mình ngụy trang chủ Út này ha. À, để mình vậy đó. Mình giang hồ cứ thích hello cái bẫy mình hoài. Động tĩnh gì không? Không thấy động tĩnh gì hết. Ôi nhẹ quá. Quá nè. Rồi luôn, chuột chích queo luôn. Chán dễ sợ chứ. Chuột chích gã thay luôn. À, để mình thay chuột vô mình đặt lại. Thiệt tình, buồn con chuồn chuồn. Cái buồn chiếc sim này đập đời không ạ? Chiếc sim gì đâu, có nải một à. Trời mới ngừng mưa xong được chút gió gây hồn luôn. Mình thấy gió kinh khủng à. Cái bẫy này nữa là kết thúc chuyến thăm ngày hôm nay. Bữa nay mình có một chuyện á, nên thăm bẫy ít là chết được nhiều. Với lại mưa nữa, hồi nãy mưa lớn quá trời lớn. Mình vô quán uống cà phê chút xíu nữa. Cái bẫy này đợt rồi thăm chức quốc à. Đường này sao đây? Trời ơi, cắn chuột, cắn gì đâu mà. Ui, cái bẫy của mình chịu đời nó mà. Thành cái đám ruộng luôn rồi. Bó tay chứ. Cái gì đâu mà quá trời quá đất rồi nè. Chuột mình chích queo có gì không thấy đâu không? Chuột này quậy quá. Ôi, chuột chích queo rồi. Vô cắn bao chi cho banh chành, mưa chích queo. Thôi để mình xử lý cái này đã. Cắn bao banh chành chứ không? Chịu đời nổi không? À, để về nhà mình căn thử được nhiêu nha. Nói chung bữa nay là tính cái số lượng bẫy mình thăm là trúng á. 6 7 con, hình như 7 con phải gắn hành nhỏ nhỏ 300 g á, có con nãy cũng đầu khoảng 400 mấy gram kẹt đầu. Nó chết. Mấy cái khúc mà kẹt đầu chết á mình về mình không có ghép vô được, mình phải bỏ. Rồi để về nhà mình căn thử được nhiêu, sẵn căn con gắn hoa hành bự á. Con đó chắc ngon à. Rồi, để về nhà căn thử rồi. Con đó mình đoán chắc khoảng tệ lắm, cũng phải 900 g là tệ. Về tới nhà các bạn ơi, để mình căng gắn thử được nhiều. Đây mối nhọn nè, khoai tây nè, mối nhọn. Đó, sẵn quay các bạn luôn, đó là gắn công an chúa mình đó. Bà mới làm về kìa. Bữa nay phải về sớm. Chạy xe Honda không được. Chạy xe đạp điện. Tướng cao 1m72, chạy xe Honda không được. Các bạn chịu đời nổi không? Rồi để mình căng gắn thử nhiều. Nghe bà nói không, bà nói mình móc hồn quá. Ây da, đây, bữa nay vô mánh nha. Tại gắn, bữa nay gắn nhỏ dính đầu 7 con mà kẹt đầu chết trơn, buồn dễ sợ chứ. Trái cây cúng ngày rằm mấy bữa trước á, hai bữa trước hôm qua. Rồi, để mình căng thử được nhiều. Ping. Bữa nay hên hổ hành không à. Tên tên. Hai ký ba năm chục nè, vậy còn 2 ký 3. Rồi để mình thẳng này mình căng thử gắn hoa hành bự được nhiêu. Bữa nay mình chết không 7 con kia, ngon quá, chết 7 con. 7 con đó không ký mấy, 2 ký à. Khoảng ký mấy vậy chứ. Tiếc dễ sợ. Nay thăm 7 xẹo rồi, đã đi có chuyện thăm trễ 9 giờ mấy rồi 10 giờ mới đi. Chạy chứ vô làm cũng gần trưa rồi. Chạy mưa nữa chứ. Hồi trưa phải về ăn cơm.
rồi, gắn vào này. Lại dấu cô hai đi. Lầy. Gắn bạn, xin đã không? Đây. Con này được ký ăn đây. Còn lại không hồi nó xảy ra nữa. Tê tê. Như đây. Đây, cái giác bạn. Vậy gắn này 950g. À, giờ mình đón cũng gần đúng bộ, mình đón gần 1 kg. Con này 950g nè, chiều lưới gần 950g. Hay ngon lành hàng khủng nha. Rồi thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà xem video vẻ nha.